17 có lượng chú chim loại như sau. Không 19 chú chim này mới lộ hai lần đã đạt trận đấu không được nước. Không 31 chú chim này thường xuyên lơ mà ép uống nhiều lần cầm cầu cầm diệt đau yếu. Không 43 chú chim này thường xuyên lơ mà đấu ra ngoài đấu không được nước. Và cuối cùng là 035 chú chim này xù lông mắt ra bộ cầm diệt đấu đấu có bao nhiêu nước chú chim này phải mình được hơn. Và chúc chim cũng không đâu phải Hello, xin chào tất cả mọi người. Tình hình thì mọi người cũng thấy rồi đó. Cái con cà khịa nói chung nó chưa có đá chân trống xe được mọi người, nhưng mà nó đá cũng sạc sạc được cái đuôi xe đó mọi người. Thì bắt đầu treo lòng á là từ 8 giờ 45 phút mọi người, đấu cho tới 11 giờ 15 phút thì được khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì cái con chim cà khịa của mình nó rớt vòng thứ 17 và rớt con thứ 22. Con thứ 22 tức là rớt hai con nữa là còn vào top 20 thì bắt đầu sẽ có giải mọi người. 68 lòng nhưng mà chỉ được 20 giải. Nhất nhì ba, hai giải ba thì sẽ được xe máy. Còn 6 giải khuyến khích và top 20. Nhưng mà cái con chim cà khịa của mình thì nó rớt con thứ 22. Nói chung nó ráng tí xíu nữa thì nó sẽ vô được top 20. Nhưng mà cái thời điểm này nói chung là cũng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Con chim nói chung nó cũng khá là mệt, khá là bã. Với lại là thời tiết ngày hôm nay thì khá là gió. Cái con cà khịa của mình thì nó chịu nắng hơn, gió thì nó lại không có chịu mấy mọi người. Thành ra nó gió cái nó làm nó gió cái màu của nó giá quá dài á mọi người, gió xẹp cái màu xuống thế là rớt. Nói chung tóm lại một điều là chim của mình yếu thì rớt. Cái giải xe máy nó khác với giải bình thường mọi người. Giải bình thường là 2 tiếng đồng hồ là đã vô giải rồi, nhưng mà giải xe máy 2 tiếng rưỡi đồng hồ là chim mình rớt vòng 17, rớt con thứ 22. Hơi tiếc một xíu, nói chung hết tiền rồi mọi người ơi. Nói chung có sức chơi thì có sức chịu nha. Nói chung mình cũng muốn thử sức để cái con cà khịa mình coi thử nó chơi được tới đâu. Và nó đi cái giải lớn thì mình mới biết được cái năng lực của nó. Nói chung là cái con cà khịa nó đi giải này, nói chung là anh em mọi người cũng thấy á, đại gia không, xe ô tô, eo tô một hàng dài luôn mọi người. Gần như là những con chim trên vàng khá là mạnh, toàn là những con chim đắt tiền không mọi người. Cái con cà khịa nó đứng xung quanh nó toàn là những con chim tiền trăm triệu không á, chỉ có con chim của mình là tiền triệu thôi, nó hơi rẻ chút đó mọi người. Thôi chắc cái video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây mọi người, xong để mình edit video anh em mọi người xem cho vui giải trí. Nói chung là rất là tiếc, đá mới có sẹt cái đuôi xe mọi người, sẹt được cái bánh xe, chưa đá được cái chân trống xe đó. Thôi bye bye mọi người, chúc tất cả anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui nha. Bye bye mọi người.